Xin chào các bạn, hôm nay Hảo sẽ tiếp tục làm video hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh đồng quê. Nếu các bạn thấy video này bổ ích hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ để Hảo có thêm động lực để làm những video mới nhé. Ở mỗi phần đầu video thì Hảo sẽ làm một bản tua nhanh để cái bạn nào mới học và những cái bạn nào muốn tìm hiểu có thể hình dung một cách cơ bản nhất về cách vẽ một bức tranh nhé. Cái loại tranh đồng quê này thì cũng có rất là nhiều người thích vì nó mang lại cảm giác bình yên cho người thưởng thức. Đặc biệt là cái đồng lúa chín vàng ấy, thì nó sẽ làm cho nhiều người liên tưởng đến cái mùa màng bội thu. Đối với cái thể loại tranh đồng quê này thì màu sắc với lại đòi hỏi kỹ thuật nó cũng không quá nhiều. Các bạn chỉ cần nắm được cái luật xa gần và kỹ thuật chấm lá và vẽ lúa thì chúng ta đã có thể dễ dàng tạo ra một bức tranh đồng quê rất là đẹp rồi các bạn. Trong quá trình xem video mà các bạn nghe nhiều tạp âm thì các bạn cũng thông cảm cho Hảo. Tại vì bây giờ thì Hảo đang thu ở phòng tranh mà xung quanh này có rất là nhiều shop và các thế giới di động. Thành ra là việc ồn ào là việc khó tránh khỏi các bạn. Nếu mà các bạn muốn video chất lượng hơn thì các bạn hãy chia sẻ hơn giúp Hảo một chút. Để nếu mà kênh này ok một chút là Hảo sẽ rút về nhà và để chuyên tâm giúp các bạn mới vẽ hơn. Bạn nào mà thường xuyên theo dõi video của Hảo thì chắc chắn là cũng biết rằng Hảo cũng rất ít khi pha trò. Tại vì làm trong cái nghề vẽ vời này thì không ít thì nhiều cái máu nghệ sĩ là nó cũng chảy trong người. Mà tự nhiên đang làm việc say sưa tâm hồn, đang treo ngược cành cây vậy, tự nhiên có một cái tiếng ồn nó phá ngang thì tụt hết cảm xúc, đâu còn tâm trạng đâu mà hài ước nữa. Ok, việc đầu tiên là phác tranh nhé. Việc đầu tiên để phác tranh, các bạn nên quan sát bức tranh và tìm ra cái tâm điểm bằng cách kẻ hai đường chéo. Tiếp theo là các bạn hãy vẽ chụp ngang rồi chụp đứng cho cái mẫu của chúng ta. Sau khi hoàn thành cái bước đấy, các bạn hãy xác định cái đường chân trời nhé, đường chân trời phía xa tít của cái bức tranh nhé các bạn. Tiếp theo là các bạn hãy xác định những cái điểm lớn của con sông này, của con kênh nhé các bạn. Các bạn cứ so sánh những cái điểm lớn của con kênh so với tổng chiều ngang và chiều đứng của bức tranh ấy, để chúng ta tìm ra cái điểm tương đối của cái con kênh đó. Tìm những điểm lớn nha các bạn. Ở cái bước phác tranh này cũng không bắt buộc, những bạn nào mà đã rành rồi thì các bạn có thể tua nhanh qua phần này, còn bạn nào mà chưa rành thì các bạn cố gắng nghe nhé. Chúng ta phác cái cây tre. Ở cây tre này các bạn lưu ý là phác nhỏ hơn so mẫu chút nhé, đừng phác to quá. Bởi vì nếu mà các bạn phác to đến hồi chúng ta lên tranh thì cây chúng ta càng to hơn, như thế thì cái cây nó bị thô đấy. Ở những cái bước phác này các bạn lưu ý cho Hảo một số điểm, đấy là cái đường chân trời này chúng ta luôn luôn song song với mặt đất nhé. Thứ nhất, thứ hai nữa là các bạn hãy sử dụng cái màu nó mờ thôi, nó đừng có đậm quá, đến hồi chúng ta lên là không lấp được hết mà nhìn cái bức tranh của chúng ta nó bị thô nhé. Chúng ta đang phác cái ngôi nhà đó và cái lùm cây ở phía xa. Những cái lùm cây ở phía xa xa, cái chân của nó là cũng bằng nhé các bạn, nó theo đường thẳng. Các bạn cứ phác những cái điểm lớn, sau đó chúng ta tiếp tục đi vào chi tiết. Tiếp theo là chúng ta pha màu xanh dương, màu xanh và màu trắng ấy. Các bạn vẽ pha cái bầu trời phía trên là màu đấy, còn phía dưới các bạn vẽ màu trắng. Chúng ta sử dụng cái cọ to tương đương, ở đây là sử dụng cọ nhỏ là để chừa ra một số cái chỗ lùm cụm mây ấy các bạn, cho bức tranh chúng ta nhẹ nhàng. Sau khi mà phác xong là chúng ta đã có một số cái áng mây nó tương đối rồi,
thì chúng ta chỉ cần nhấn nhá một chút là nó đã ra mây rồi. Và cái này cũng tùy các bạn thôi. Nếu mà bạn nào làm biếng thì các bạn cứ vẽ hết màu trắng xong rồi chúng ta chuyển dần sang màu xanh ở phía trên. Cuối cùng là chúng ta chấm mây cũng được. Mây này các bạn khi mà các bạn chấm lên các bạn để ý là đừng có làm cái mây lên trời chúng ta tách biệt quá, nhìn cái bầu trời chúng ta nhìn rất là khó chịu. Tại vì trời thì ở xa mà các bạn. Cho nên các bạn làm mềm mại, chuyển nhẹ nhàng thôi. Các bạn mà vẽ trời mà tối quá mà mây trắng quá nhìn bầu trời chúng ta cứ nhảy phía trước ấy. Nhìn nó không có xa có gần. Đối với những bước này chúng ta kết hợp luôn vẽ nước các bạn. Các bạn lưu ý là nước này ở những cái bức tranh tĩnh này chúng ta sẽ kéo theo chiều đứng nhé, kéo cọ theo chiều đứng. Và lưu ý là nước luôn luôn tối hơn trời nhé. Các bạn mà không tin hả, bữa nào các bạn thử vẽ cái nước mà sáng hơn trời xem là cái tranh chúng ta sẽ có cảm giác gì. Chắc chắn là các bạn lùi xa lâu lâu các bạn không để ý nhìn lại bức tranh mình như là bị đảo ngược ấy. Chúng ta chừa ra một chút để vẽ cái bóng nha các bạn. Cái bóng của bờ cỏ ấy. Càng về phía gần thì nó sẽ càng đậm hơn. Chúng ta pha thêm chút xanh dương nữa. Chuyển cái màu nó êm một chút nha các bạn. Tức là cái màu cũ và cái màu mới nó sẽ hòa chung vào nhau, nó chuyển nhẹ nhàng. Gắt mà để lại các đường cọ nhìn cái nước của chúng ta nó bị thô. Tiếp theo là chúng ta pha thêm một chút xanh dương và màu xanh lêu. Thêm chút trắng để chúng ta vẽ cái lót cái lùm cây phía xa các bạn. Bạn lót mềm thôi, hòa chung vào với bầu trời. Tại vì cái ở phía xa thì chúng ta phải hòa chung vào với bầu trời thì nó mới có cảm giác như là cái lùm cây của chúng ta ở xa được. Pha cũng tương tự như thế, chúng ta thay đổi tỷ lệ, pha thêm nhiều xanh dương và thêm chút xanh lá nữa, chúng ta lót cái lùm cây ở gần các bạn. Chúng ta lót khối luôn các bạn. Sử dụng xanh rêu, chúng ta lót luôn cái bóng của cái bờ cỏ phía cái hồ. Các bạn để ý là cái màu nước và màu bóng cái bóng và cái màu nước thì chúng ta hòa chung vào với nhau nhé. Đừng để gắt quá, các bạn mà để gắt quá nhìn bức tranh chúng ta cứng lắm. Cái bóng ở phía xa thì nhỏ mà càng gần phía gần thì càng to nha các bạn. Cái bóng phía gần này chúng ta pha thêm nhiều xanh lá hơn chút. Phía trên có thể kết hợp một chút xanh non nữa. Cái bóng càng gần càng to và càng đậm nhé các bạn. Chúng ta pha thêm nhiều xanh rêu hơn. Ở cái bức này các bạn quan sát từ đầu đến giờ cái màu chúng ta cũng tương đối là đơn giản đúng không? Nó không khó như những cái bức tranh cổ điển. Còn về sau này các bạn
học khi mà họ đã chia sẻ nhiều cái thể loại tranh dễ thì họ sẽ nâng cái độ khó hơn. Nên đối với những cái bức tranh khó. Hai pha một chút vàng nghệ và màu xanh rêu. Chúng ta vẽ cái con đường các bạn. Có thể thêm chút trắng nữa. Ở phía gần chúng ta có thể linh động thêm một chút nâu đỏ nữa các bạn. Màu sắc thì cũng không có gì nhưng mà nó chỉ quanh quẩn mấy màu đấy các bạn, thay đổi tỷ lệ nên thôi là chúng ta ra rất là nhiều tông màu khác nhau. Các bạn lưu ý là ở phía gần chúng ta sẽ vẽ đậm hơn, thì tí nữa chúng ta đẩy thì cảm giác như là cái con đường chúng ta kéo về phía gần nhé. Các bạn đừng thấy mẫu sao vẽ vậy đến hồi chúng ta không đẩy được đâu. Chúng ta có thể lịch động pha thêm một chút xanh xanh non nữa các bạn, xanh non và xanh rêu, có vàng có trắng nha các bạn. Nói chung là lót cái con đường này quanh quẩn nó cũng chỉ có bấy nhiêu màu, thì ra họ không nói nhiều. Nếu điều những cái khúc đường ở gần thì chúng ta hãy vẽ đậm hơn một chút. Ta bắt đầu lót cái ruộng ở phía xa các bạn pha thêm một chút màu xanh xanh non, màu trắng và màu vàng nghệ vàng chanh nhé các bạn lót ở phía xa. Càng phía xa chúng ta thêm càng nhiều màu trắng các bạn. Phía gần thì cái màu nó sẽ đậm hơn chút. Lót ở phía gần thì chúng ta thôi màu trắng đi các bạn. Chúng ta pha thêm chút vàng chanh và vàng nghệ. Ta lót ở phía dưới các bạn. Càng về phía gần thì chúng ta sẽ thêm cam, thêm nâu đỏ vào. Các bạn lưu ý cái phần lót này nhé, phần lót này cũng rất là quan trọng. Vì nếu mà các bạn lót không đúng màu, không đủ sắc độ thì cái bức tranh của chúng ta nó sẽ cảm giác không xa không gần. Cái ruộng chúng ta không không nằm theo chiều ngang mà không hút phía xa mà ngược trở lại, nó sẽ dựng đứng lên. Nhìn bức tranh nó rất là buồn cười các bạn ạ. Ở phía xa đấy là thêm chút vàng nghệ để tạo cái lúa chúng ta nó có chiều sâu hơn các bạn. Cái khối của cái đám ruộng này chúng ta pha thêm chút xanh rêu và nâu đỏ nhé các bạn. Xanh rêu và cam cũng được, tùy các bạn. Nói chung là cái đấy cũng là có những cái tố chất của nhau đấy, nhưng mà nó thay đổi tỷ lệ thôi. Ở phía gần chúng ta có thể kết hợp thêm một chút xanh rêu nữa. Xanh rêu và hơi cam cam. Đang lót cái lùm cây ở phía xa các bạn. Lùm cây ở phía xa các bạn thêm xanh dương, xanh trắng và thêm một chút xanh lá nữa. Chúng ta sẽ lót nhạt hơn tại vì nó hòa chung với bầu trời mà. Thêm trắng nhiều hơn. Lót cái lùm cây ở phía xa các bạn. Ở những cái
Lót những cái này thì các bạn sử dụng cọ nó tương đối nhỏ thôi, chứ các bạn đừng dùng cọ nó to nhé. Tại vì nếu mà dùng cả cọ to thì cái lùm cây, lùm cỏ chúng ta dễ bị cứng. Tại vì mảng nó nhỏ mà các bạn. Chúng ta sử dụng xanh rêu để lót cái lùm cây ở phía gần nhé các bạn. Sử dụng cỏ nhỏ thôi để chuyển cái lá so với những cái mảng xung quanh. Chúng ta kết hợp vẽ khối luôn. Ở phía trên thì cái màu nó sáng hơn. Ta lót luôn cái lùm cỏ, như cái bờ cỏ ở phía bên bờ ruộng ấy, cái bóng của cây. Chúng ta sử dụng xanh rêu lót cái bờ cỏ luôn các bạn. Đối với những cái chỗ này các bạn cố gắng lót mềm hơn một chút. Nếu bạn nào mà sử dụng acrylic thì chúng ta lại pha thêm một chút cái màu phía bên cạnh ấy. Nó sẽ hòa chung màu được với nhau. Ở phía cái bờ cỏ phía xa nó sẽ nhỏ các bạn nhé. Chúng ta dùng cái cọ nhỏ hơn, hoặc là chúng ta nghiêng cái cây cọ bẹt đấy, thì chúng ta sẽ được những cái đường nó nhỏ hơn. Cái lùm cỏ phía gần các bạn lưu ý là nó sẽ cái đường cỏ phía gần nó sẽ đậm hơn đường cỏ phía xa nha các bạn nhé. Ở cái bước lót này các bạn cố gắng là vẽ kỹ hơn thì cái bước đẩy chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Còn bạn nào mà làm biếng thì lót ẩu cũng được, nhưng đến hồi các bạn quay lại sửa là nó sẽ vất vả hơn thôi. Phía dưới chân của cỏ nó sẽ lót đậm hơn nha. Thêm nhiều xanh rêu ở chỗ nào mà các bạn muốn thêm đậm thì các bạn có thể linh động thêm một chút đen cũng được. Đối với những cái bạn nào mới học thì lưu ý là các bạn hạn chế tối đa sử dụng màu đen nguyên chất nhé. Những cái chỗ tiếp giáp đấy các bạn dùng cọ nhỏ thôi nhá, để tạo cái sự mềm mại. Bây giờ chúng ta đang vẽ bóng bóng của cây tre các bạn. Các bạn thêm một chút xanh rêu và một chút nâu đỏ nữa chúng ta vẽ cái bóng. Các bạn lưu ý là đối với cái bóng này thì ở phía gần chân của cái sự vật thì nó sẽ đậm, và càng về phía ngoài thì nó sẽ nhạt hơn nha các bạn.
Trong quá trình lót thì các bạn nào mà rành thì cũng các bạn có thể đẩy luôn cũng được, chứ không nhất thiết là lót xong chúng ta mới đẩy. À, nhân hôm nay thì nhắc lại với các bạn là cái bạn nào mà vẽ xong mà các bạn cảm thấy chưa tự tin thì các bạn gửi bài về cho Hảo Đào, có thể nhắc những cái ưu điểm và nhược điểm của các bạn để các bạn rút kinh nghiệm nhé. Còn nếu mà các bạn cứ giữ khư khư những cái gì của mình vẽ xong mà không bạo dạn nói ra thì các bạn cứ sai hoài một chỗ thì bài chúng ta thường sẽ không tiến bộ lên được. Có rất là nhiều bạn gửi bài về cho Hảo và thấy xem qua những cái video này thì bài tiến bộ rất là mau. Bây giờ là chúng ta đang lót đến phần bụi tre các bạn. Các bạn lưu ý là lót luôn cái khối của bụi tre nhé. Chúng ta sử dụng xanh rêu lót cái bụi tre. Và ở phía bên kia thì chúng ta có thể thêm một chút xanh lá cho cái màu nó sáng hơn. Những cái điểm tiếp giáp các bạn lưu ý là sử dụng cọ nó nhỏ nhỏ thôi nhé, để chúng ta đi luôn cái định hình cái lùm tre chúng ta được mềm mại. Tí nữa chúng ta đẩy lỡ mà có chừa ra một chút cái lớp lót thì nhìn nó vẫn đẹp. Lót luôn cái khối của lùm tre nha các bạn. Ở phía trên thì bạn có thể linh động pha thêm một chút xanh lá và xanh non và vàng nghệ nữa. Cái chỗ sáng ở phía dưới cái lùm cây đấy là những cái cành cây nó lùa ra ở phía bên này, nó hứng sáng thì nó sáng nha các bạn. Các bạn lưu ý là lót đậm hơn so với cái mẫu một chút, tí nữa chúng ta đẩy dễ dàng hơn. Chúng ta sử dụng cái cọ tải, bắt đầu chúng ta quét một chút cái màu vàng chanh và vàng nghệ, nó sáng hơn cái màu lót một chút, để chúng ta vẽ cái định hình cái lúa các bạn. Các bạn cứ đi đi hết một lượt đi. Vẽ sáng hơn một chút thì nó tạo ra một chút cái bút pháp cái đường lúa các bạn. Đây là bước ban đầu thôi nhé. Bạn nào mà chưa rành vẽ lúa các bạn quan sát kỹ vào. Bước tiếp theo là chúng ta sử dụng cọ tỉa nhé. Chúng ta bắt đầu tỉa lá, à, xin lỗi, tỉa các bông lúa các bạn. Chúng ta sử dụng cái vàng chanh, ta vẽ các bông lúa. Các bạn quét theo hình lưỡi liềm đấy các bạn, như hình các bông lúa ấy. À, đây là tùy các bạn, bạn nào thuận tay trái thì chúng ta làm quét theo kiểu tay trái, còn nếu mà bạn nào thuận tay phải chúng ta quét theo tay phải. Các bạn nhớ là khi mà quét lúa này giữa các đám lúa chúng ta phải đồng nhất cái bút pháp nhé, chứ không lại đồng cái cánh đồng lúa bên này thì gió thổi bên trái mà cánh đồng lúa bên kia thì gió lại thổi bên phải, nhìn nó buồn cười nhé.
bạn quan sát thật kỹ cái bút pháp nhé. Quan trọng là bút pháp ở phía dưới thì các bạn có thể sử dụng màu mỏng hơn, còn càng về phía trên thì chúng ta sử dụng với màu dày. Làm như thế thì cái màu chúng ta sẽ lên nó dễ dàng hơn. Càng về phía gần thì cái màu chúng ta, cái bút pháp của chúng ta nó sẽ to ra và nó dày màu hơn nha các bạn. Ở phía xa chúng ta sử dụng màu, lấy cái cọ tải ấy, các bạn pha thêm một chút trắng, một chút vàng chanh, chúng ta chấm cái lúa ở phía xa. Cái cọ này chúng ta có thể linh động để sử dụng chấm cỏ cũng được các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào lót cái ngôi nhà các bạn. Chúng ta sử dụng cái xanh rêu để lót cái khối của nhà trước, cái độ đậm của nhà. Tiếp theo là chúng ta sử dụng một chút vàng nghệ pha chút xanh rêu các bạn nhé. Có chút xanh rêu tức là cái màu lá ở phía trên ấy, để cho cái nhà chúng ta nằm yên ở chỗ đấy. Nếu mà các bạn vẽ cái màu vàng nghệ, nguyên màu vàng nghệ không thì cái nhà nó rất là nổi bật và nó nhảy hẳn ra phía trước nha các bạn. Chúng ta có thể lót như thế, còn sau này mà các bạn muốn đẩy tươi màu lên thì chúng ta có thể đẩy.
cái núi phía xa, chúng ta pha thêm màu trời nhé. Các bạn pha thêm xanh dương và trắng để bắt đầu đẩy cái cây ở phía xa các bạn. Màu xanh lá và xanh dương pha thêm trắng nữa. Có thể pha thêm chút vàng, chúng ta đẩy cái lùm cây ở phía xa đây. Sau khi lót thì đến chúng ta tiếp tục đẩy cái lùm cây ở phía hơi 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 xa đấy. Chúng ta pha thêm trắng xanh lá, thêm chút xanh dương nữa, chúng ta đẩy lên. Sau khi mà lót đẩy cái màu trung gian này, chúng ta tiếp tục pha thêm chút trắng nhé. Chút trắng chút vàng chúng ta đẩy đẩy sáng. Chúng ta pha chút trắng để vẽ cái mây nhé các bạn. Ở phía trời đấy, lúc mà chúng ta lót đây đã có thêm một chút tố chút chất màu trắng, những cái vệt trắng mờ ấy, tạo những cái vệt mây mờ. Bây giờ chúng ta sẽ chấm lên một chút cái khối của mây. Sẽ tạo nên cái hiệu ứng là cho cái bầu trời của chúng ta không bị trơ nhé các bạn. Các bạn lưu ý là cái tương quan màu sắc giữa cái bầu trời, giữa trời và mây, các bạn làm nhẹ nhàng thôi nhé. Bầu trời phía xa, nếu các bạn mà làm nó gắt quá thì thường thường là cái bầu trời nó sẽ nhảy về phía trước. Có một số bạn mà vẽ trần mây cũng vậy. Các bạn để cái nền trời nó sáng vừa vừa, tối vừa vừa thôi, chúng ta vẽ cái mây nó sáng lên thì bầu trời nó nhẹ nhàng. Chúng ta sử dụng màu vàng nghệ và trắng, chúng ta đẩy đẩy cái con đường đấy bạn. Các bạn lưu ý là đẩy thì đẩy một số chỗ chứ không phải đẩy hết đâu nhá. Làm sao mà khi mà các bạn đẩy nó vẫn lộ ra cái lớp nền ấy, tạo ra cái nhiều cái sắc độ cho cái con đường của chúng ta. Thực ra là khi mà Hảo hướng dẫn các bạn mà nói là đi qua lớp lót mà đi đậm đi nhạt như thế nào đấy là đều có lý do hết đấy các bạn, nó chắc chắn là sẽ không thừa thãi đâu nha các bạn. Bây giờ chúng ta sử dụng cái màu xanh xanh non pha với xanh lá, chúng ta tiếp tục đẩy cái búi tre của chúng ta. Cái bước trung gian này vừa là tạo một sắc độ trung gian, là vừa là định hình luôn các bạn, định hình cái khối sáng của cây tre đấy. Thực ra là mỗi cái loài cây nó đều có một cái định hình riêng các bạn. Chỉ là những cái hình dạng nó tương đối thôi, nhưng mà nhìn là nó ra ngay cái đặc điểm của cây đó. Ở những video sau thì Hảo sẽ làm video hướng dẫn các bạn vẽ một số loại cây. Ở những cái bút pháp chấm lá thì các bạn chịu khó về nhà tập nhiều nhé. Những cái cây nào mà đã hướng dẫn rồi ấy, thì các bạn cố gắng quan sát. Còn những cái video sau này thì Hảo sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Các bạn cứ chấm hàng loạt màu trung gian đi. Khi mà chấm cái bút pháp của cây thì các bạn lưu ý bên bên sáng và bên tối nhé, bên nào nhận được ánh sáng nhiều hơn và bên nào tối nhé. Thực ra là một bức tranh đẹp thì nó phải có ánh sáng, cái nguồn ánh sáng nó ổn định thì tạo ra một bức tranh rất là đẹp.
Đối với những cây cây ở phía xa, các bạn sử dụng cái cọ nó nhỏ vừa phải thôi nha các bạn, nhỏ nhỏ thôi, đừng sử dụng cọ to quá mà cái lá cây của chúng ta nó thô. Chỗ nào mà các bạn cảm thấy thiếu tối thì các bạn nhấn tối để cho cái cây nó nổi bật hơn so với cái không gian ở phía xa. Thế là nhấn tối một chút thôi. Hảo đi xem tranh của một số bạn vẽ, thấy các bạn vẽ cái màu nó bị rợ. Bạn nào muốn biết nguyên nhân thì nhắn tin lại cho Hảo nhé. Tại vì có một số bạn vẽ những cái bức tranh nhìn nó rợ, nhìn nó kinh khủng quá. Cái màu gì đâu mà nó loè loẹt, nhìn sợ. Thường thường là những cái bạn nào mà mới học ấy, các bạn không chắc về màu thì cái màu hay bị rợ như thế lắm. Các bạn không biết xử lý cái màu là y như rằng cái màu nó rất là rợ. Thực ra là các bạn muốn vẽ một bức tranh sạch thì cũng không có gì khó hết, nhưng các bạn cũng phải biết sử dụng màu. Đấy là lý do tại sao Hảo cứ nhắc các bạn là nếu mà các bạn chưa chắc chắn về bài của mình, cảm thấy bài của mình chưa ổn thì cố gắng là vào trang cá nhân của Hảo là gửi tin nhắn cho Hảo. Thực ra thì nếu mà các bạn gửi tin nhắn cho Hảo thì Hảo cũng chỉ mất công thêm chứ chả được gì hết, nhưng mà đây là Hảo muốn giúp các bạn tận tình thôi. Các bạn biết đấy, nhiều bạn như thế mà gửi tin nhắn cho Hảo thì nói thật là Hảo cũng rất mất thời gian, nhưng mà để mà giúp các bạn thì Hảo cũng sẽ cố gắng. Nếu các bạn ngại thì các bạn ủng hộ Hảo bằng cách chia sẻ để cho kênh của Hảo nó phát triển hơn. Sau này Hảo sẽ chuyên tâm hơn, kiểu như là mình sẽ không phải làm nhiều thứ nữa, sẽ chuyên tâm để vào hướng dẫn những cái bạn mới học. Ở phía trên này chúng ta có thể pha thêm một chút màu xanh non và vàng chanh vàng nghệ nhé. Những cái phần sáng trên cùng chúng ta có thể thêm chút trắng. Đối với cái cách sử dụng màu trắng thì Hảo lưu ý các bạn là các bạn chỉ để nhấn nhá một số chỗ thôi, các bạn đừng sử dụng hết cả bức tranh. Tại vì rất nhiều bạn mà vẽ tranh nhìn nó cứ bạc thách. Thứ nhất là nó thiếu độ đậm, thứ hai nó sẽ bị bạc tranh là chúng ta sử dụng quá nhiều màu trắng. Ở chỗ nào chúng ta cũng sử dụng màu trắng thì thành ra cái bức tranh của chúng ta sẽ bị bạc thôi. Một bức tranh đẹp được thì nó phải có độ đậm này, độ nhạt và độ tươi và cái độ trầm của bức tranh. Các bạn phải điều tiết được cái màu sắc như thế thì bức tranh của chúng ta mới đẹp được các bạn. Một bức tranh mà các bạn sử dụng quá nhiều màu nguyên thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là cái bức tranh của chúng ta lòe loẹt. Các bạn cứ tưởng tượng như là quần áo sân khấu ấy, lòe loẹt kinh khủng. Mà một bức tranh mà các bạn không biết sử dụng cái màu tươi thì cái bức tranh của chúng ta sẽ bị nhìn nó chán các bạn. Chúng ta sẽ
vẽ dùng cái cọ tương đối nhỏ, chúng ta vẽ tương đối những cái thân tre. Các bạn để ý là cái thân tre đấy vẫn có khối nhá, bên tối của thân tre chúng ta vẫn để tối, nó chỉ sáng hơn một chút thôi, còn bên sáng thì chúng ta đẩy sáng hơn. Sau khi mà đẩy sáng chúng ta lại vẽ các nốt tre. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một chút, pha thêm một chút xanh lá và một chút chút xanh non để chúng ta chấm cái bề mặt phía trên của cỏ. Cái cỏ này các bạn có thể dùng cái cọ bẹt đấy, hoặc là như là cái dùng cái cọ tỉa như ban đầu chúng ta chấm lúa, các bạn cọ tải ấy. Các bạn chấm lúa ban đầu, lúc mà chấm lúa các bạn nhìn thấy. Ở cái phần chấm lá này thì Hảo cũng không đưa ra nhiều lời khuyên, mà tại vì có một số bạn sử dụng quen loại cọ nào thì các bạn sẽ sử dụng cái đấy. Bạn sử dụng quen thì biết sử dụng thì nó sẽ đạt cái hiệu ứng tối đa của cái thể loại cọ đấy. Bây giờ chúng ta đang chấm sắc độ trung gian nha các bạn. Các bạn tạo ra nhiều sắc độ cho cái lùm cây thì cái bức tranh của chúng ta nó sẽ sinh động hơn. Nếu khi đi mới đầu cái bóng của chúng ta mà chưa đủ độ tối thì các bạn pha thêm chút đen rồi chúng ta nhấn nhé, nhấn cái bóng của cây tre các bạn. Các bạn để ý cái bóng của cây tre nó vẫn hòa vào nước nhé, các bạn đừng làm cứng quá, nhìn bức tranh nó không được tự nhiên đâu. Hảo nhắc các bạn là ở phía gần chúng ta lót đậm, là để khi mà chúng ta đẩy đẩy lên như thế này thì cái tương quan màu sắc giữa cái lớp lót và cái lớp đẩy chúng ta nó sẽ mạnh hơn, thì cái lớp kiểu như chúng ta sẽ có cảm giác như là cái bức tranh của chúng ta nó có xa có gần, những cái cỏ phía gần nó kéo hẳn về gần các bạn. Chúng ta pha thêm một chút vàng vàng chanh, vàng nghệ và xanh non, chúng ta chấm nhấn nhá một số điểm của cái cọ thôi, các bạn đừng nhấn hết nhé. Cái thể loại tranh đầm quê là thể loại gần như là dễ nhất đấy các bạn, cho nên bạn nào mà chuyên tâm thì Hảo nghĩ là học rất là nhanh. Ta đang chấm cái lớp trung gian của cái bờ cỏ phía nhỏ nhỏ các bạn, gần bờ lúa. Ở một số chỗ thì chúng ta nhấn nhá thôi, pha thêm chút vàng chanh, vàng nghệ và xanh non nữa, chúng ta nhấn nhá. Như thế thì cái bức tranh của chúng ta nó sẽ được nhẹ nhàng hơn. Khi mà lót mà chúng ta thiếu thì chúng ta có thể nhấn đậm trước khi đẩy sáng các bạn. Một số bạn nói Hảo là tranh kỳ vậy, đẩy sáng mãi cũng được. Thực ra là các bạn đẩy sáng mãi không được thì Hảo nghĩ là nếu mà các bạn vẽ acrylic mà đẩy sáng mãi không được thì chỉ có một trường hợp, đấy là chúng ta lót chưa đủ đậm, chúng ta làm chưa đủ đậm thì chúng ta có mà đẩy sáng đẩy nữa thì chúng ta sẽ cũng không có cảm giác thấy sáng. Bây giờ Hảo lấy một ví dụ nhé. Ví dụ như là các bạn ở Việt Nam đi, da trắng, so trắng là trắng, chỉ trắng được so với người Việt Nam thôi,
Chứ còn nếu mà nói là trắng mà đi so với người da trắng thì làm sao mà chúng ta so được. Đấy là lý do là ở trong những bức tranh cũng thế thôi. À, các bạn mà không đẩy tối thì đẩy thế nào cho chúng ta sáng được? Chúng ta phải đứng để những cái sắc độ sáng để ở gần sắc độ tối thì chúng ta mới có cảm giác như là cái chỗ đấy sáng được. Nếu mà các bạn để cái màu vàng mà gần cái màu trắng thì cái màu vàng là màu tối, còn để cái màu vàng gần màu màu đỏ thì cái màu vàng là màu sáng, chứ cũng không có vấn đề gì cả. Nó đi tranh đôi khi các bạn phải bạo dạn lên. Có một số bạn là sợ tranh tối cho nên không đi trên cái độ tối của tranh, thành ra là nhiều khi nó lại dở ở chỗ đấy. Bây giờ chúng ta đang đi bèo các bạn. Bèo là chúng ta kéo theo những đường ngang hình elip nha các bạn. Khi mà cánh thường thường bèo là nếu mà nhìn ở chính diện nó sẽ là hình tròn, nhưng mà bây giờ chúng ta đang nhìn nghiêng thì nó sẽ là những cái hình elip nhé. Các bạn lót một cái màu nó tối pha thay xanh lá và xanh rêu ấy, chúng ta lót. Sau tiếp tục tục là chúng ta pha thêm một chút màu xanh non và vàng, chúng ta nhấn nhá một số chỗ để tạo ra cái lá bèo sáng ấy các bạn. Những cái bèo này thì các bạn để ý là chúng ta sẽ đi nó thưa thớt tự nhiên thôi nhé, đừng có đều quá. Ta sử dụng màu xanh rêu, pha chút đen nữa là chúng ta nhấn nhám một số cái hàng rào các bạn. Trời ơi, cái hàng rào này cũng chỉ là một cảnh thôi chứ mà ở ngoài mà nó có tác dụng gì đâu, nhìn nó thơ mộng lãng mạn xíu thôi. Chúng ta đi nhẹ nhàng thôi các bạn. Khi mà chúng ta sử dụng cọ mà lấy màu, có một số chỗ cái thanh tre chúng ta chưa được đều thì các bạn cứ để đấy cho nó tự nhiên nhé. Thanh tre thì có thanh đậm, thanh mờ thì nhìn cái tranh của chúng ta mới tự nhiên được. Ở phía xa đấy chúng ta vẽ những cái thanh tre nó mờ thôi nha các bạn, nó nhỏ nhỏ và nó mờ mờ thôi. Ở những bức tranh phong cảnh, đặc biệt là tranh đồng quê này, không thể thiếu được là người với lại động vật nha các bạn. Thực ra là các bạn vẽ một bức tranh có đẹp đến đâu mà thiếu người với con vật thì cảm giác như là nó thiếu cái sự sống ấy. Các bạn sử dụng cái màu màu nâu đen, chúng ta định hình cái hình của con trâu các bạn. Ở phía xa thì con trâu chúng ta cũng chỉ vẽ đơn giản thôi các bạn, không cần quá gò bó là nó phải được đúng hình 100%. Nhưng mà chỉ mang tính chất tương đối là nhìn xa xa là người ta cũng nhận ra hình con trâu thôi, chứ cũng không phải là vẽ hình họa, thành ra chúng ta vẽ tương đối các bạn. Khi mà vẽ con trâu với người, các bạn lưu ý tỷ lệ giữa con trâu và người so với cái tổng thể của bức tranh nhé. Chúng ta đừng vẽ lớn quá, nhỏ quá nhìn bức tranh nó kỳ. Và bây giờ chúng ta đang vẽ cái nón các bạn, pha chút vàng ấy, pha với chút trắng nữa. Chúng ta vẽ người, định hình những cái nón lá là định hình vị trí và kích thước của người đấy. À, nhân đây thì ông nói là nếu mà các bạn cảm thấy mà giọng của Hảo hơi khó nghe thì các bạn cũng thông cảm nhé. Tại vì nếu mà là người Bắc thì sẽ bảo Hảo nói là nói giọng miền Trung hơi khó nghe, nhưng mà thực ra giọng của Hảo là Bắc Lai Nam. Tại vì Hảo là người Bắc nhưng mà Hảo lớn lên ở miền Nam, thì ra là cái giọng của Hảo nó hơi Lai Nam một chút, hơi khó nghe, các bạn thông cảm nhé. Là chúng ta vẽ nón nha các bạn. Ở đây là Hảo vẽ sơn dầu, thành ra là cái màu nó chưa kịp khô, nó sẽ cầy một tí màu của cái khóm tre lên. Thực ra nếu mà cầu cái cầy một chút màu của khóm tre lên thì nó cũng có cái hay của nó, thì cái người phụ nữ như thế nó có cái màu khóm tre thì nó ở yên ở chỗ đấy. Còn nếu mà một số bạn mà vẽ acrylic thì các bạn
pha thêm một chút màu tre để vào áo của người phụ nữ, thì cái bức tranh thì ra cái người phụ nữ ta sẽ ở yên ở chỗ đấy. Nếu mà các bạn sử dụng màu đỏ nguyên ấy, nhìn nó sẽ làm cho mấy người phụ nữ nó nhảy ra phía trước nha các bạn. Chúng ta dùng một chút màu đỏ cam, sau đó chúng ta định hình người phụ nữ, tiếp tục là pha thêm một chút màu trắng nữa. Chúng ta nhấn nhá một số chỗ sáng của người phụ nữ là ok rồi. Vẽ cái quang gánh nhé. Sau đó các bạn chỉ cần lấy pha thêm một chút trắng vàng, chúng ta nhấn nhá ở phía hai đầu quang gánh là chúng ta đã có một cái quang gánh nha các bạn. Sử dụng cái màu xanh rêu chúng ta định hình vẽ cái cầu ấy các bạn. Pha thêm một chút màu vàng, vàng trắng, nhấn cái mặt cầu phía trên. Xong đấy là thêm một chút một vài cái thanh để tạo cái độ cái thanh chấm của cái cầu các bạn. Vẽ cái bóng cho cái cầu. Sử dụng xanh rêu vẽ bóng các bạn. Vẽ bóng thì ở cái bóng cầu ở phía xa chúng ta làm nhẹ nhàng, không có cần quá đậm các bạn. Và nó hòa chung vào cái màu nước. Ở những bước cuối cùng này chúng ta lui về xa, chúng ta xem quan sát nhấn nhá là chỗ nào thiếu thì chúng ta thiếu sáng thì chúng ta nhấn sáng, thiếu đậm chúng ta nhấn đậm. Cái cây khô đấy là các bạn sử dụng cọ tỉa nhé, pha một chút xanh rêu thêm chút trắng nữa. Nếu mà bạn là vẽ sơn dầu thì không cần pha, tại vì hẳn là cái màu đó nó chưa kịp khô rồi, thành ra nó sẽ cấy màu phía dưới lên làm cho cái cây khô chúng ta hút từ phía xa. Có thể vẽ thêm một vài con xíu, sử dụng một chút vàng nghệ và pha trắng để chúng ta nhấn nhá cái nhà nữa là ok. Chúng ta nhấn nhá một số cái chỗ góc nhà thôi để cho cái nhà chúng ta nó nhẹ nhàng. Ok, thế là video của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này bổ ích hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ để Hảo có thêm động lực để làm những video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.